Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Xuân Hiếu. Đã có 15 năm trong ngành kinh doanh và 5 năm trong lĩnh vực bất động sản. Thì cũng trải qua một vài kinh nghiệm và những cái trải nghiệm để mua bán bất động sản. Thì hôm nay Hiếu xin chia sẻ tất cả các anh chị là bí quyết để mua một bất động sản giá tốt mà không gặp rủi ro. Thì hiện nay trên thị trường bất động sản á, thì muốn mua được một bất động sản cũng rất là khó khăn anh chị ạ. Có nhiều người á, muốn mua một bất động sản thì đi tham khảo rất là nhiều, coi hết bất động sản chỗ này tới chỗ khác, coi rất là nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng lại không quyết định mua được cái bất động sản nào. Dù là có những cái bất động sản tốt trong cái quá trình mình coi, nhưng mà anh chị không có những cái tiêu chí hay là những cái đặc điểm gì để nhận biết nó là bất động sản tốt, nên là mình bỏ qua cái cơ hội để mình mua được một cái bất động sản tốt. Hoặc là có những anh chị là khi xem bất động sản có một hai cái thì thấy ok quá thì quyết định mua luôn. Khi mua về rồi mình mới phát hiện ra là cái bất động sản nó có rất là nhiều điểm khúc mắc mà mình không mong muốn, nhưng mà dẫu sao là lúc đó mình cũng đã quyết định rồi. Thì hôm nay Hiếu xin chia sẻ những cái cách thức để mình nhìn nhận một cái bất động sản đó thế nào là tốt. Thì Hiếu khuyên tất cả các anh chị trước khi mà mua một bất động sản đó, thì điều đầu tiên anh chị cần làm là phải điều tra về bất động sản đó. Thì có những cái bước mà mình phải điều tra như sau. Thứ nhất là điều tra về cái khu vực mà bất động sản đó mình cần mua. Thì mình điều tra khu vực là mình điều tra cái gì anh chị? Đầu tiên là mình điều tra về an ninh. Mình xem cái bất động sản mà mình cần mua khu vực đó có nó có an ninh không? Nhất là một bất động sản mà nằm trong khu vực không bị trộm cắp, không bị cướp giật, hoặc là trong một khu vực mà không có những cái phòng trọ nhiều, những cái khu vực mà nó có rất nhiều dãy trọ, nghĩa là không phải là dân địa phương đó mà những cái người ở xa tới, thì cái khu vực đó nó không an toàn, dễ mất trộm lắm anh chị ạ. Hoặc là cái khu vực mà nó có nhiều cái phòng game chơi qua đêm, thì ở nơi đó vẫn là một nơi thường xuyên xảy ra trộm cắp. Đó là mình phải điều tra trước về cái an ninh. Và tiếp theo là tìm hiểu về cái tiện ích của cái bất động sản mà mình cần mua. Nghĩa là tiện ích tốt của một bất động sản thì nó phải gần được cái những cái khu vực như thế này. Thứ nhất là gần chợ và siêu thị. Thứ hai là gần nơi mình làm việc. Thứ ba nữa là gần trường học. Và thứ tư là gần bệnh viện. Thứ nhất là gần chợ, rất tiện cái việc để mình đi chợ hàng ngày, mình làm về trễ mình có thể ghé qua chợ mình mua liền thức về nhà mình nấu ăn, mình không mất nhiều thời gian. Thứ hai á là gần nơi mình làm việc, là mình cũng không mất nhiều thời gian để mình di chuyển từ nhà tới nơi làm việc, rồi từ nơi làm việc về nhà. Nếu mà xa mình sẽ mất nhiều thời gian để mình di chuyển, mình sẽ chật vật thời gian hàng ngày của mình. Và thứ ba là gần trường học. Thì nếu như mình bất động sản cái nơi mình ở mà gần được cái trường học thì mình có con mình đưa đi học trở về nó rất là nhanh gọn, mà nó không có mất nhiều thời gian, mình có thể mình bận bịu thì mình nhờ người nhà mình chở con gần đó thì cũng rất là tiện. Cái thứ tư là gần bệnh viện. Gần bệnh viện là một nơi cũng rất là quan trọng với anh chị. Đó là bốn cái tiêu chí mà mình cần tìm hiểu cho một bất động sản mà mình cần mua. Tiếp theo nữa thì mình phải tìm hiểu về thiên nhiên và thời tiết. Cái bước này anh chị cần phải tìm hiểu á. Nếu như mà anh chị không tìm hiểu á, rất có khả năng là anh chị mua một cái nhà, rồi sau khi mình về mình ở mình mới biết rằng là cái nhà mình ở là chỉ cần mùa mưa là nhà mình là một nơi gặp ngập lụt trước tiên. Hoặc là cái đường đi về nhà mình nó bị ngập nước, mình không thể đi về được mỗi khi mà mưa lớn. Đó là một điều rất là bất lợi. Hay là những cái nhà mà nằm ở gần vùng đồi, núi thì thường bị sạt lở hoặc là nước nó xối hết vô nhà mình. Giống như năm vừa rồi, có rất là nhiều nhà bị nước cuốn trôi, trôi cả nhà và trôi cả người luôn. Thì những cái bất động sản mà nằm những khu vực đó giờ có rẻ mình cũng không nên mua.
Bởi vì mình ở một căn nhà mà mình cảm thấy không có an toàn tí nào, không có hạnh phúc khi mình được ở trong cái nhà đó, thì đặc biệt mình không nên mua anh chị. Và đặc điểm thứ tư, mình cần phải tìm hiểu nữa. Cái này là cực kỳ quan trọng. Mình phải tìm hiểu về cái dân trí ở đó. Nghĩa là cái bước tìm hiểu này là mình phải tới đó rất là nhiều lần. Sáng, trưa, chiều hoặc tối. Mình phải tới luôn đó nhiều ngày để mình mới hiểu được cái khu vực đó, cái xóm làng ở đó, cái dân tình ở xóm làng đó nó như thế nào. Anh chị nghĩ sao nếu như mà mình mua một cái nhà, mình về để mình ở, mà bên trái nhà mình, bên phải nhà mình là những cái nhà mà thường xuyên nhậu nhẹt cả đêm, 1-2 giờ sáng vẫn còn nhậu. Hoặc là trong cái xóm đó có rất nhiều nhà hát karaoke ồn ào kể đêm khuya không ý tứ gì cả. Hay là trong một cái xóm mà có nhiều gia đình đó, cha mẹ cãi nhau, vợ chồng đánh lộn nhau, con cái hỗn hào cha mẹ đó, ở như một xóm như vậy thì thật sự là nó rất là bất ổn khi mình phải ở trong một cái xóm làng như vậy, phải không chị? Nếu như mình không tìm hiểu trước, mình không có dành nhiều thời gian để mình tìm hiểu trước mà mình quyết định mình mua, có rất nhiều khả năng là mình sẽ tới mình ở trong một khu vực như vậy. Nên là điều tìm hiểu về cái dân tình ở đó là một điều rất là quan trọng. Anh chị hãy lưu ý về việc này. Đây là 4 cái tiêu chí mà anh chị phải hết sức lưu ý để chọn lựa một bất động sản. Thì khi mà anh chị đã chọn lựa được một bất động sản để mua rồi, thì bước tiếp theo là tài chính. Thì đây cũng là một chia sẻ rất là quan trọng để anh chị dùng tiền để mua cái bất động sản đó như thế nào để cho hợp lý. Nếu như anh chị em nào mà mua bất động sản mà có đủ số tiền để mua thì thật là chúc mừng. Còn nếu như anh chị em nào mà mua bất động sản nó không đủ tiền, phải vay tiền ngân hàng, thì hôm nay Hiếu xin chia sẻ cái nguyên tắc để mà anh chị dùng tiền ngân hàng mua như thế nào để mà mình khỏi phải mình không phải mệt mỏi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm mà mình làm việc vất vả để mình trả tiền cho ngân hàng. Thì hiện nay là tất cả các ngân hàng đều hỗ trợ cho việc mua bất động sản lên tới 70% hoặc 80%. Thì anh chị thấy thuận lợi như vậy, ngân hàng nó hỗ trợ, nếu mình mua bất động sản 1 tỷ thì mình chỉ còn có 200 triệu hoặc 300 triệu là mình đủ mua bất động sản rồi. Thì anh chị quyết định ngay. Sau khi anh chị quyết định như vậy thì anh chị mua cái bất động sản nó về thì cực nhập rất là nhiều năm. Cái thu nhập bao nhiêu mình để trả vào tiền cho ngân hàng. Thì có một cách để mà nhẹ nhàng hơn. Thì Hiếu xin nói về cái nguyên tắc cho anh chị phải áp dụng. Đó là nguyên tắc dưới 50%. Dưới 50% là như thế nào anh chị? Nghĩa là số tiền mình vay ngân hàng phải đảm bảo là dưới 50% cái số tiền mà mình cần mua bất động sản đó. Ví dụ như là tất cả anh chị mua cái bất động sản đó là 1 tỷ thì số tiền anh chị cần vay phải dưới 500 triệu. Điều đó mới đảm bảo cho anh chị không có vất vả trong cái việc mà chi trả tiền cho ngân hàng. Tất cả ngân hàng á cho anh chị vay cái kiểu mua nhà, mua bất động sản thì anh chị phải trả cả gốc và lãi hàng tháng, trả trong vòng 5 năm hoặc 10 năm gì đó. Thì mình phải áp dụng cái nguyên tắc dưới 50% thứ hai là cái số tiền mà hàng tháng mà mình trả cho ngân hàng phải dưới 50% cái thu nhập mà giữa vợ và chồng, cả hai người cộng lại. Nghĩa là nếu mà hai anh chị á làm được mỗi tháng cộng là hai người được 15 triệu cả vợ cả chồng, thì làm sao cái số tiền mà để mình đóng được ngân hàng thì nó dưới cái số 7,5 triệu thôi. Như vậy thì để tránh được những cái rủi ro, ví dụ như là một trong hai người có khả năng bị mất việc hay là bị công việc bị đình trệ hay là như thế nào đó, thì một cái người kia vẫn đủ khả năng trả tiền cho ngân hàng. Một cái hai là mình hàng tháng mình trả tiền ngân hàng, mình vẫn còn cái số tiền để mình lo cho gia đình mình. Mình không có vất vả đắm đuối trong cái việc mà phải lo tiền ngân hàng. Nếu như anh chị vay quá cao gần tới cái mức lương anh chị có được thì hàng tháng anh chị lãnh tiền ra là giao ngân hàng hết.
hay là mình rất là cực khổ, mình phải chi tiêu rất là chật vật trong cái lương mình hàng tháng nhận ra như vậy. Đây là những chia sẻ rất là cần thiết cho những anh chị nào mà không có nhiều kinh nghiệm trong việc mua bất động sản, hay là trước giờ chưa từng mua bất động sản. Thì hy vọng mấy anh chị hãy lưu ý những cái đặc điểm trên mà để chọn lựa mua cho mình một bất động sản thật là tốt. Thì Hiếu cũng xin chia sẻ với tất cả các anh chị là trong thời điểm này thị trường nó đang đứng, nên là rất nhiều bất động sản người ta cần bán, và có thể là người ta cần tiền nên là người ta bán giá bất động sản thấp hơn giá thị trường, và rất là nhiều nơi để cho mình lựa chọn, không có nhiều sự cạnh tranh, nên là anh chị mua bất động sản trong thời điểm này rất là tốt. Với khi thị trường mà nó ổn định lại rồi thì sẽ bất động sản nó sẽ tăng trưởng trở lại, thì lúc đó sẽ nó khó hơn. Nếu anh chị nào đang có ý định tìm hiểu mà mua bất động sản mà còn do dự, thì hiểu khi ngay lúc này anh chị hãy nhanh chóng mà đi tìm bất động sản. Nghĩa là mình phải đi tìm, mình có thời gian mình tìm hiểu càng nhiều thì mình sẽ chọn được cái bất động sản càng tốt. Còn nếu như anh chị nào mà chưa có ý định mua bất động sản hay mua nhà, mua đất được cho mình bởi vì mình chưa đủ tiền, thì ngay bây giờ mình cũng hãy nuôi cái mơ ước đó, và mình hãy dành thời gian để đi tìm hiểu và đi tìm xem những các bất động sản nào phù hợp với mình không. Thì mình sẽ tìm hiểu rồi mình sẽ thích một vài cái bất động sản nào đó để mình sẽ quyết tâm trong năm tới mình sẽ mua được bất động sản. Hoặc là biết đâu đó thì anh chị khi mà nhìn thấy một cái bất động sản nào mình quá thích thì mình lại có cách để mình mua bất động sản ngay bây giờ thì sao. Nên theo Hiếu là tất cả anh chị hãy rất là mạnh dạn tìm hiểu để mua một bất động sản cho mình. Anh chị nào gặp khó khăn trong cái việc mà tìm hiểu bất động sản, cần gì sự giúp đỡ ở Hiếu từ Hiếu thì hãy liên hệ với Hiếu. Hiếu sẽ xin sẵn sàng giúp đỡ cho anh chị hoàn toàn miễn phí nha anh chị. Hiếu rất là hạnh phúc nếu như anh chị có một cái nhà hoặc một lô đất là để dành cho tương lai cho gia đình mình. Bước tiếp theo Hiếu sẽ chia sẻ với anh chị một việc rất là quan trọng là về tính pháp lý của bất động sản đó, và những bước quan trọng để đi đến giao dịch thành công một bất động sản. Thì Hiếu sẽ làm trong video tiếp theo. Nếu cho tất cả anh chị cảm thấy những chia sẻ Hiếu thì có ích cho anh chị hoặc có ích cho ai đó, thì hãy chia sẻ cái video này, đăng ký kênh của Hiếu để lần sau Hiếu sẽ làm video khác, là anh chị sẽ là người đầu tiên nhận được cái video của Hiếu. Hiếu xin chào tất cả anh chị và chúc tất cả các anh chị sớm có được một bất động sản cho mình. Và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong video tiếp theo.